có thể là nuôi mẹ của mình cũng như là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thôi bây giờ con đi vô đi ha. Ừ, rồi tôi mới hỏi tiền thêm là 5 triệu. Lấy triệu triệu mới góp làm này nó. Bà nội ơi, bà nội không có thì bà nội hỏi người ta đi rồi con góp. Thằng Lý đòi góp hả? Dạ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và kế bên đây là bé Lý cùng với mẹ của mình. Bé Lý thì mới chở mẹ của mình đi đi mua thuốc về hả Lý? Dạ, đi mua thuốc về. Rồi đi lâu chưa con? Dạ, con đi hồi nãy đang đi. Chạy về. Chú điện con. Thấy có gạo nữa nè, dạ, ta cho hay sao? Ta cho gạo hả? Dạ. À đi xa không? Đi chợ Hồng Ngự luôn hả? Dạ. Là, cách đây là khoảng 7 cây số cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng đến đây thăm lại hoàn cảnh của em, cũng như là thay mặt cho tất cả cô chú anh chị là Mạnh Thường Quân á, để mà hỗ trợ cho em một số chi phí để cho em có thể là nuôi mẹ của mình cũng như là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thôi bây giờ con đi vô đi ha. Từ từ. Này chị Hai đúng không? Chị Hai đâu? Em của mẹ em Lý là Lý. Mẹ à. Dì em, của dì của Lý. Dì của Lý dì Út. Tâm thần. Đúng rồi. Nhà mà có 3 người hết, 2 người bệnh rồi, trong khi đó Lý nhỏ nhất thì lại đi bán vé số. Lý bây giờ cũng như là trụ cột trong gia đình mình đó. Không có số luôn hả? Bị tai biến đi kìa. Rồi ngồi đi, gia đình mình ngồi xuống ha. Cởi áo ra cho mát Lý. Bữa nay là đi khám bệnh hay là đi mua thuốc? Dạ, đi mua thuốc chứ. Mua thuốc. Rồi xích vô con, rồi xích vô mẹ. Rồi hổng gài thì có bán vé số không? Dạ có bán mà ngày nay không có bán. Ngày nay không có bán, sao vậy chị? Thấy nắng chớp hôm hôm nó ho quá là không cho đi bán. À rồi ngày nay lấy xấu không có, không có xấu. Tụi nay là mơ lấy mới có, rồi ta lấy giùm cho bán. Lấy cũng lấy triệu chú ơi, bán hết rồi trả tiền người ta. Rồi lấy giờ ăn đi. Rồi hổng gài có gửi tiền gì cho ba không? Dạ, bà nội gửi hả? Dạ. Bà nội vô đây luôn đi bà nội. Học á. Nội qua ngồi kế ở cặp bên bé Lý rồi bà nội. Hôm bữa mình có tiền mặt rồi sao mình không lấy số mặt luôn vậy? Tiền gửi cho ba nó chứ. Tại trước mình hỏi chuyện lời người ta, rồi trả cho ta, rồi lỡ gửi tiền lời đó là gửi tiền mà cái giếng. Rồi nào lỡ chị gửi tiền ăn nữa. Rồi trả cho ta nữa chú ơi. Trả cho ba thiếu nợ của hả? Dạ. Ngày nay là hết bao nhiêu tiền? Mua thuốc á? Mua thuốc hết 300 mấy rồi. 300 mấy hả? Dạ. Bà nội là gửi tiền cho ba bé Lý khi nào hả bà nội? Nó lỡ nó điện về cái bữa gửi này được. Ngày hôm qua, nó gửi ngày hôm qua. Nó chạy cái giếng của nhà tù của hư. Dạ. Nó góp một người 230 triệu đô. Thắng nó mới điện về cho tôi gửi bữa đó gửi. Thì không có tiền. Lấy nó đập heo được 900. Rồi tôi mới hỏi tiền thêm là 5 triệu. 5 triệu là tôi chết. 4 triệu, lấy triệu triệu mới góp làm này nè. Bà nội ơi, bà nội không có thì bà nội hỏi người ta đi rồi con góp. Thằng Lý đòi góp hả? Dạ. Thằng Lý nó bán cái số gì nó góp ngày 50 ngàn là góp đủ là 24 ngày chứ. 24 ngàn 1 triệu góp 24 ngày. Đó, mà nó đập con heo của nó bỏ ống ngày 20 nó đập con heo được 900. Thầy bé Lý được 2 triệu, tôi bên đó cái gì với cô nó cũng tiếp rồi. Được 4 triệu, nó là 6 triệu gỡ lên đợt gầu. Gỡ đợt gầu không biết gỡ với mấy thôi. Dạ. Chị? Là ngày hôm qua mình đi trả nợ lại cho người ta rồi. Ha? Trả nợ cho người ta rồi gỡ. Trả nợ cho người ta rồi gỡ tiền ăn cho ba nó 5 triệu. Dạ. Tại đợt gầu là gỡ tiền cái giếng đó không à, không có tiền ăn. Dạ. Gửi là mới gửi là 5 triệu cho nên cho nó ăn, nó đóng tiền điện, tiền nước, tiền giác.
rồi tiền ăn đó cái gì đó, mà tới tháng bữa 20 tây đó là tới tháng người ta đóng hết mà nó không có tiền nó lo tiền cái giếng này không à. Lúc trước là 3 triệu đúng không? Ờ lúc trước là tháng 3 triệu, còn bây giờ là tiền gì cái giếng đó là hết 6 triệu rồi. Thì gửi tiền ăn lên thấy mấy chú cho đó, mày gửi cho nó nhiều, mẹ ơi mày gửi nhiều thì con nó bớt kiếm chuyện với con, còn mẹ gửi ít chứ không có đủ cho nó, cứ vợ nó hoài kiếm chuyện. À, nó vậy thành ra tôi gửi cho nó 5 triệu tiền ăn. Dạ. Mới gửi đó thì chú cho đó. Giờ, mẹ nó mới mượn đi mua cái bình, hết 1 triệu 8 à, một bình để chạy đó. À, rồi mẹ nó đi cho chút thuốc, gửi cho ba nó ăn đó chứ. Xe đó thì Lý chạy chứ mẹ chị đâu có chạy. Dạ, chạy được, ráng tay nữa, cái tay ráng được rồi chạy đó. Lý chạy ha. Cái tay là nó cứ vậy. Muốn đi đâu thì Lý nó chở. Này tối nóng cái này bớt chưa? Dạ cũng bớt rồi. Là ở bên kia cái nước giếng hư là mỗi người hùng vô nhiêu? 230 đô. 230 đô để mình sửa cái giếng lại mình để mình sinh và sinh hoạt. Rồi bé Lý nói với bà là lúc mà chưa được Mạnh Thường Quân trao tiền á thì bé Lý nói là hỏi 5 triệu. Hỏi nó thằng Lý nó tiếp tôi 1 triệu. Dạ. À tôi bên đây con tôi về tôi là lo 4 triệu. Dạ. Rồi Lý nó nói con đập heo không biết được nhiêu. Đập da nó thiếu nó có 900. Rồi nó nói thôi bà nào ơi bà hỏi dùm cho con triệu tiền góp đi, con góp người ta mỗi ngày. Dạ. À tôi cũng nghe lời tôi góp tại không đủ à. Gỡ tới 6 triệu được rồi á. À, rồi nói vậy thôi tôi muốn hỏi tiền góp là mấy Lý tới chú nó chú lại chú cho là Lý nó góp được 2 ngày. À, rồi chú cho rồi mới trả nợ cho người ta, trả cho hết rồi cho Lý nó khỏi góp. Rồi gỡ lên cho nó phải gỡ cho nó 5 triệu tiền ăn. Tại gỡ lên đó không có đủ tiền cái giếng đó không à, không có tiền ăn. Chú biết không, tiền điện, tiền nước, tiền đồ. Tiền ăn là bao nhiêu bà? À, một tháng 3 triệu. 3 triệu với 5 triệu, tiền cái giếng là 8 triệu. Ờ, đó là gửi được rồi, thì là 8 triệu. Mới gửi 8 triệu. Ờ, mới gửi. Là tiền của em Phong Bụi lên hỗ trợ. Ờ. Rồi bé Lý là, bà hỏi cho bé Lý là mấy triệu? 1 triệu hả? 1 triệu. 1 triệu góp trong vòng 24 ngày. Ờ. Mỗi ngày nhiêu? Ngày 50. 50. Góp 24 ngày 2. 1 triệu 2 chứ. Ra 1 triệu 2. Ừ. Dạ. Mà góp được 2 ngày. Cái 2 ngày đem đi trả luôn. Ừ. Chú nói sao đi trả người ta hết, trả nợ người ta hết đi con, rồi em trả hết. Ừ. Rồi nhín lại mua cái bình. Đó, bình đó đặng mà mẹ nó muốn đi chích thuốc hay gì, đặng chở mẹ nó đi. Đó, mua cho chú thấy. Rồi ngày nay phải có tiền, phải có đi bán cái số thì mua thuốc cho mẹ. Rồi ngày nay không có bán, thì bây phải chở mẹ đi, tới chợ mua thuốc. Mình mua lần vậy uống được mấy ngày? Lấy. Uống được 3 ngày, 4 năm ngày chứ mà. Cũng hết rồi, bán làm như tiền lại mua dĩa thuốc này, dĩa thuốc kia, nay mua thuốc rồi kìa. Khỏi mua đồ ăn, nhín lợn. Mỗi nào không mua thuốc thì mơ mua đồ ăn, nhín lợn. Cái gì vậy ạ? Mời em. Rồi Lý con hỏi góp vậy con biết tiền góp luôn hả Lý? Sao mà con lại biết được hỏi tiền góp ta hàng ngày? Tại vì hỏi mấy lần rồi chứ, nếu không có tiền gửi qua thì phải hỏi tiền góp 1 triệu vậy. Nhiều thì góp không có nổi, tại vì một ngày bán có 100 mà. Hỏi mà đóng góp một ngày 50 thì còn là chi mua thuốc cho mẹ hay ăn uống gì đó. Còn mình nếu hỏi nhiều thì đâu có khả năng, đâu có trả nổi. Bà nội làm cái công việc gì bà nội? Không màng gì hết trơn, chỉ bà nội nuôi vịt. Một tháng mấy tháng trước đó, bà nội có tiền bà gờ nội gửi không có, chị vợ nó không có. Mà mấy cô nó không có, bà nội bán vịt được, bà nội cũng gửi cho nó ăn tháng 3 triệu. Vậy đó, và lúc này vịt không có. Vịt bán không có được, nuôi nó chết trơn rồi, nó không có gì nha. Hôm trước là đập heo ra được 900 ngàn. Vậy sao con không hỏi mà bà nội thêm 100 ngàn nữa là đó, đủ đó, đó, đó. Mà con phải đi góp tới 1 triệu lấy 100 ngàn bà nội ra, bà nội con được có 900 mà bà nội cho con mượn 100, gửi cho ba con đi. Rồi con mằng con trả lại cho bà nội. À còn 1 triệu này phải góp một ngày 50 ngàn. Tổng cộng 6 triệu đó, mà mới có được có 5 triệu. À mới 5 triệu đúng rồi. Đó vậy đó. Rồi con liệu rằng là mình có đủ cái chi phí ngày nào để mà con bán, con thu nhập lại, con góp cho người ta không? Rồi sao con dám hỏi? Đủ. Đủ. Chú có biết con là sức khỏe cũng khá là yếu. Thậm chí là có những ngày con nghỉ, con sốt, con bệnh vì mỗi buổi tối con thức đêm con lo cho mẹ của mình. Thì lỡ nghỉ rồi sao tiền đâu con góp cho người ta? Nếu mà nghỉ thì là mấy cô con cho, mấy cô con cũng biết nữa, mấy cô con cho. Mấy cô nào? Dạ, cô và dì con cho nữa. Ừ. Ừ.
Cũng như ngày nào nghĩ là không có 50 ngàn để đóng rồi ta là cô cho 50 ngàn. Ngày mai đó người nữa góp gom, ngậu lên 2 ngày. Thí dụ ngày nay mình không góp cho ta là ngày mai mình phải góp 2 ngày. Góp cho ta. Không biết rộng được rộng hả cô, xin cô 50 mới gây 6, xin 50. Góp đất người ta nói, sáu con này con bán không được. Thì sáu cho con xin 50 mới hỏi xin cô nó cô cho, thấy gì cô biết là cô cho. Cho góp trên đất cho ta 2 bữa 100. Ngày góp đất lên là ngày đó không có tiền đồ ăn luôn, là mua cao tải là nêm được một ngọt ăn không á chú ơi. Một tháng 3 triệu. Có lúc có nó có thì nó tiếp, còn nó không có thì mấy con nó tiếp, mấy con nó gỡ, chúng nó gỡ. Đó là mấy tháng luôn, có tháng rồi này đó là thằng Lý nó nói là ba nó không có tiền, tao quánh nó là nó bỏ ống heo. À, là heo là 900 mà nội cho con mượn 100 nó đi. Gỡ cho ba con đi rồi con bán cái số con trả lại cho bà nội. Không có tiền ta đánh sao Lý có thể kể cho mấy chú nghe với Lý. Không có tiền ta đánh ba là sao? Ba con bị nó đá dài vậy chú, đá vô hông rồi ba con đỡ. Đánh đau ba con viên mình ngủ đâu có được. Sao biết bị đá dài vô hông? Tại ba con điện về ba con nói, ba con khóc. Bây giờ con có thể điện cho ba được không? Hay là ba điện thôi? Dạ, ba cái điện về được. Mới được, có mình điện không được chú ơi. Ba chắc mượn điện thoại người ta điện quá. Mượn cái thằng là giữ tù này nó có điện thoại. Điện một cuốc đó là tới 700 ngàn, 130 ngàn tiền ria. Một cuốc người ta 700 mấy ngàn. Mà cái thằng này nó giữ tù, nó cho mượn mướn chứ phải dân ở ngoài. 700 ngàn tiền Việt, một cuốc là được mấy phút? Một cuốc là nửa tiếng cái gì đó. Nửa tiếng thôi mà. Tại vì điện về nói chuyện với vợ với con, người nói chuyện với mẹ. Là nửa tiếng. Vậy thì bao lâu anh mới điện một lần? Lâu lắm, kể tới tháng nè. Chứ không có tiền ăn tiền điện. Lên là ông điện về để tặng lấy tiền này, gửi tiền lên lấy tiền, ông trả tiền điện thoại cho ta. Cái đâu có tiền đâu nhiều đâu, mà gửi lên đủ ăn, thấy qua chuyện đủ ăn tiền hết. Nó điện diện cuốc, ví dụ mẹ con nhận được tiền là anh cuốc hết 700 mấy à. Nhưng mà bé Lý ba điện về thì ba thường nói với nhiều chuyện với bà nội hay là với lại Lý nhiều? Dạ bà nội. Bà nội. Khi mà con ơi đi bán số. Con ơi đi bán số. Ba điện về không gặp được con. Có khi nào là ba điện về gặp được con không? Dạ. Ba điện về gặp con thì ba nói gì Lý? Ba khóc, ba nói ba ở trong đó ba ăn không được, còn ba nhớ con, ba không có ăn được. Nhớ mẹ con. Rồi con an ủi với ba như thế nào? Con nói ba gán đi 5 năm nữa ba về vậy. 5 năm nữa? Dạ. Tại cái quán 10 năm. Dạ. Ở được 5 gán năm. Gán đi 5 năm nữa ba về. Dạ. Rồi nghe nói vậy thì ba nói sao? Ba nói ba gán ở đang về với mẹ con. Con có thông báo về tình hình của mẹ con bị bệnh không? Có, ba con khóc rồi ba con nói nếu mẹ nhập viện ngổ quá thì con đi nuôi mẹ đi. Để cho anh chị con đi mằng. Ba con khóc, con có khóc theo không? Con khóc quá trời, không khóc được nữa. Không khóc được nữa. Hết nước mắt rồi hả? Dạ, khóc. Tại mấy đêm nhớ ba con khóc quá trời. Nhớ ba, mỗi đêm nhớ ba khóc quá trời. Dạ. Nhớ ba gì là ba lâu về hay là không có ba mẹ là gánh nặng của con nữa? Dạ, nhớ ba con không về. Có khi nào con cảm thấy nuôi mẹ của mình là một cái gánh nặng cho mình không? Tại ba con cũng gán kêu đi bán số đi, rồi gán nuôi mẹ đi, rồi ba về. Nhằm khi ba con cũng khóc. Nhằm khi ba con điện về ba con khóc quá trời. Thường điện về ban đêm hay ban ngày đó? Ngày số 2, chắc 12 giờ, 1 giờ. Điện về? Đó là cái giặt ăn cơm đó. Đúng rồi. Giờ ăn cơm. Điện về rồi khóc quá trời, rồi con bên này khóc theo. Chị tốn 700 ngàn điện thoại là hai bên cùng khóc. Đâu nói được gì đâu. Mình không có gửi cách nào mà... Mình gửi bằng cách nào cơ? Linh trên chợ trời trên đó, gửi bưu điện. Là 100 ngàn tiền miên là tiền phí 10 ngàn. 100 ngàn ghi ghi lấy 10 ngàn tiền ghi đó. Là 3 triệu thì nó khoảng là... 100 ngàn... Ok, 1 ngàn lấy 100. 3 triệu là như được nhiêu tiền ghi được 800-900 ngàn ghi đúng không? 3 triệu cũng biết được có 500 mấy 600 mấy gì à? Là phí nữa đó chứ bình thường là tới 800-900 ngàn ghi đó. Mà thêm tốn tiền điện về cho hay nhận tiền được. Cái gì đó. Chú gửi 3 triệu là nó ăn chỉ có 1 triệu mấy à.
nó gửi đó tiền phí nó thấy ha, mà nó điện viện cút là 700+ à. Ba nó nói bên đó sinh hoạt ăn uống sao hay bà nội ha? Nói chung tôi hỏi nó thì hỏi người ta có mà bắt mặn gì không, nó không có, không có gì mặn, không có lại nó mặn gì chứ, nhưng mà ăn sáng này tới 12 giờ mới cho ăn chén cơm, từ tới 6 giờ chiều cũng cho ăn chén cơm nữa, thành ra sáng này mới tới 12 giờ rồi nhịn đói đâu có nổi đâu, mua một gói mì sáng tới 12 giờ này ăn nửa gói, còn nửa gói rồi mơ ăn nữa. Ăn có được chưa nha mẹ ơi, tiền nước phải đóng tiền điện từ 2 giờ tới. Không tiền nước cho ta chỉ con đâu có ăn gì, có chén cơm lợn hột muối cha nó lạnh hột muối ăn hột muối hả? Cái gì không có tiền ăn chứ, tiền gửi khó khăn mẹ con nó lo cho mẹ con nó không, rồi đâu có tiền gửi cho ba nó được, xin mấy cô nó rồi xin em chồng tôi đó, xin mấy cô nó chứ xin giờ người ta cho như do không có thì em nó tiếp, rồi mấy đứa này nó mặn được thì nó cho. Phải chứ thấy không, 3 triệu là 3 đứa, nhỏ thứ 5 1 triệu, nhỏ thứ 6 1 triệu, rồi thằng thứ 3 1 triệu. Thằng thứ 3 nó mặn được thì nó cho 1 triệu giữ, rồi mấy này còn chịu giữ mấy đứa này tiếp chứ. Mấy tháng rồi mẹ con nó đâu có tiền. Mấy năm rồi lý lo không có gửi tiền cho ba được. Không có gửi. Có những tháng trước thì lo được đúng không? Không có tháng nào nó lo được hết. Chỉ là mới lo được 2 tháng trở lại đây. Nó nghe người ta quấn ba nó bỏ ống, mua bỏ ống, bỏ ống ngày 20. Rồi đi ngoài thì nói với bà con người ta thương đó, thấy gì đó, người ta cho 50 hay gì đó, đem về bỏ ống vô đó, cái gì đó, bỏ vô đó, tiền 100, tiền giấy số đó, là đem về cho mẹ nó đầy đủ, không thiếu. Người ta cho thì bỏ ống, đem về bỏ ống. Là mới có 2 tháng này là kiếm một lý tiếp, còn cái trước là cô nó, cái cô mấy chú nó với lợi. Tại vì quá nhỏ, mẹ lại bệnh nữa, đâu có chi phí đâu lo đủ. Đâu có lo đủ chú, cái gì đó. Mới có 2 tháng này nó tiếp đó, chứ còn mấy tháng trước không tiếp. Vì hiện nay là hôm trước chú Phong cho gửi tiền của Mạnh Thường Quân là còn nay còn được nhiêu? Còn được 2, còn được 1 triệu mấy chứ, tại mua cái bình hết 1 triệu mấy. Cái bình chạy xe hồi nãy đó hả? Ừ. Tại như mẹ con đi chích thuốc không ra. Ngày nào chích thuốc vậy? Nữa cho bệnh tiểu đường, tiểu đường, tiểu đường tai biến mạch, gọi là ngứa mà nó gãi lủng lỗ gì. Được. Hôm nay là gia đình mình ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá chứ. Với cá hả? Dạ. Mua hay sao? Dạ, cá ngày hôm qua con đi bán số giờ con cá con hồng về kho. Nhiều. Con cá 30.000. Con cá đã ăn nguyên ngày luôn. Ăn chiều hôm qua với lại hôm nay luôn hả? Con kho hay là ai kho? Mẹ con kho. Nhưng mẹ con không hỏi con kho. Nói chung là khó khăn quá. Khi nào mà ba về á thì nó mới gỡ được cái khó khăn lúc này. Tại vì ba về vừa tốn chi phí nuôi ba mà ba lại là lao động chính trên nhà, trong nhà nữa. Không có ba thì vừa tốn tiền mà vừa không có tiền luôn. Thì mình con thì con phải cố gắng nhớ là trụ cột cho gia đình, đừng bao giờ bỏ gục ngã nha. Đừng bao giờ bỏ cuộc, con trai thì mình mạnh mẽ lên tí xíu. Hôm nay thì đến đây thì thay mặt cho Mạnh Thường Quân á, để em gửi cho gia đình của mình ít chi phí sinh hoạt hàng ngày, thì với lại một số đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Hôm nay thì chú hồi sáng đi gấp quá tự nhiên đọc cái thiếu cái tin nhắn của chú Kevin Trần rồi. Thay mặt cho chú Kevin Trần á, còn 2 chai thuốc bổ nữa để đợt sau chú lên chú sẽ gửi cho con. Chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho mẹ con với mẹ con 2 chai dầu. Gửi cho một cái hộp Salon Bath dán mỗi khi sức mỏi nhức mỏi. Còn cái đây là một cái hộp mỗi ngày uống một viên sau khi ăn nha. Uống một viên sau khi ăn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, sáng thôi nha. Dạ, còn hai cái hộp thuốc bổ cho con nữa. Mà hồi sáng chú đọc quên, chú coi lại thiếu. Với lại chú Kevin Trần gửi cho mình 1 triệu nữa. Chú Kevin Trần ở Mỹ, con cầm giùm chú. Còn đây là phần quà của chú Trung Chi Lê ở Úc gửi cho con 1 triệu 6, 1 triệu 500 mấy chục ngàn á, chú gửi cho con 1 triệu 6 luôn là 2 triệu 6. Đếm lại coi phải đủ 2 triệu 6 không? Yeah.
đủ chứ. Nhớ salon bát thì nói mẹ dán vô, mẹ nhất mỗi chỗ nào dán vô. Còn cái đó là mỗi ngày ăn buổi sáng uống vô. Nó giúp cho mình bổ sung cái những cái chất mà mình tổng hợp, cơ thể mình tổng hợp không được á. Dạ. Còn hai hộp thuốc cho con nữa thôi, sáng đi tự nhiên đọc cái thiếu cái tin nhắn của chú. Thì lần sau cũng như có duyên thì chú cũng sẽ quay trở lại, nếu có Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì chú với chú Đạt cũng quay trở lại gia đình của con. Dạ cảm ơn các chú với các Mạnh Thường Quân giúp tiếp cả gia đình tôi, cảm ơn nhiều. Con muốn nói lời nào không Lý? Cảm ơn mấy chú và đã tiếp sức gia đình con. Cảm ơn mấy chú. Cảm ơn mấy chú Mạnh Thường. Chú Ken Vinh Trần ở Mỹ với lại chú Trung Duy Chi Lê ở Úc. Cảm ơn hai chú. Ừ. Và bà nội có nói lời nào không bà nội? Bà nội cũng gửi lời cảm ơn chú Cao Minh Trần với chú gì đó. Chú Trung Chi Lê ở Mỹ. Ở Úc. Ở Úc. Để giúp đỡ gia đình dâu tôi cũng cảm ơn chú. Ừ. Thôi thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, tất cả Mạnh Thường Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn chú Ken Vinh Trần ở Mỹ đó hỗ trợ những cái phần quà. Và chắc có lẽ là đoạn clip sắp tới thì có ghé thì sẽ Bùi Hồ sẽ bổ sung thêm cái phần mà chú đã căn dặn. Cũng chân thành cảm ơn chú Trung Chi Lê ở Úc đã hỗ trợ cho gia đình của bé Lý để có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như thế này. Chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ. Dạ.